Đây, anh học viên này đang sử dụng bàn quạt Phoenix, bàn quạt xỏ ngón tay và không có dây nha các bạn. Đấy. Anh ấy đang bơi bài 6 bít kích quạt một tay. Bài này có nhiều tác dụng, tập thở hai bên, tập đều nhịp chân và tập quạt tay cho đúng. Khi đeo cái bàn quạt Phoenix này, nếu như các bạn quạt gọi là chưa chuẩn thì nó sẽ bị tuột ra. Đó. Nếu mà các bạn quạt chuẩn thì nó sẽ không bị tuột ra. Một lát nữa Chiến sẽ đưa đến chi tiết cho các bạn xem để các bạn hiểu về cái công dụng của bàn quạt Phoenix này, rất là lợi hại nhé. Đây là mẫu bàn quạt Phoenix, không có dây cột, chỉ có một cái lỗ để nhét ngón tay cái vô thôi. Đó, các bạn quan sát này. Cái này rất là hay, bởi vì nếu mà các bạn quạt sai, đó, hoặc là các bạn chém vô nước như thế này, thì nó sẽ tuột ra như thế này luôn. Còn nếu mà các bạn quạt đúng có nghĩa là quạt vuông góc với cái lực, đó. Khi bạn quạt tay, các bạn quạt vuông góc cái này với cái lực nước này, lực nước đẩy này, thì nó sẽ không bị tuột. Đấy, lợi hại ở chỗ đấy. Đó, bạn quạt Phoenix nha các bạn. Đó. Nó giúp cho bạn quạt đúng hướng, đúng form tay nha. Bởi vì là nếu quạt sai là nó sẽ tuột ra. Thường là rất nhiều người là chém tay vào nước như thế này. Thay vì là quạt bằng lòng bàn tay thì phải chém tay như thế này. Thì khi mà dùng cái này nó sẽ tuột ra nếu như các bạn quạt sai. Quạt đúng là nó sẽ không rơi nha. Rồi, đó là bàn quạt Phoenix. Rồi, chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và bơi tốt nhé. Nếu như có thắc mắc gì, các bạn hãy comment phía dưới, chúng ta cùng thảo luận. Bye bye và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.